Ok, chúng ta đến đối thủ Philippines đi. Ấy giờ chơi luôn à. Chơi luôn. Cũng lên tượng. Rồi, đây mình lên hậu để đưa xe ra cột D. Giờ gì tốt thôi. Dí tiếp. Đưa mãi đấy. Rồi, mình sẽ dọa nước chiếu hết xem sao. Đẩy tôi lên. Lại về thôi. Mình sẽ chui tượng vào lên mã. Mã này chưa làm gì được, kệ nó thôi. Rồi mình sẽ đổi tượng, sau đó mã sẽ chiếm ô D6. Ý đồ sẽ như vậy. Đưa mã lên. Cũng chẳng làm gì đâu. À, phòng thủ cho vị trí ở F6. Cứ để đấy đã. Mình đưa xe vào hậu kết hợp cũng là thủ luôn được. Sợ nhỉ. Đấy, quân mã quá mạnh. Lên xe, ok. Bây giờ mình phải tiếp tục đưa con ma đứng vào đây nữa. Tượng này thì phế rồi. Xem nào. Về tượng. Rồi, đôi mã của mình đang làm chủ thế trận. Đuổi mã. Ăn tốt qua đường. Kệ nó đi. Kệ nó đi. Cho thấy là đôi mã mình đứng ở vị trí quá đẹp nhưng mà vẫn bị tấn công bởi mã của bên đối phương. Rồi, phải đánh nhanh thôi. Người này đen đi nhanh quá. Đẩy xuống. Mình phải tiêu diệt con mã này. Tốt đấy, ăn lên. Tạm thời con mã này sang mã bất tử và phong tỏa được con tượng của đen, cũng là hợp lý. Bây giờ mình sẽ dúi tốt.
Dúi tốt. Dúi tốt lên vua và đưa xe ra cột H. Ý đồ sẽ như vậy. Nếu mà đen đổi hậu thì mình sẽ chiếm cột C. Sau đó cột mã này sẽ chạy đi và mình sẽ chiếm cột C. Cờ sẽ đưa về cờ tàn. Vào hậu không dám đổi. Ủa, có lẽ nên đẩy tốt này trước, sau đó mới đẩy tốt này. Thì tránh được đen đẩy tốt này lên. Được rồi, bây giờ đẩy được. Vào đổi hậu, chơi. Ai giờ chặn buôn lại. Rồi, đã thế mình sẽ chuyển kế hoạch sang chiếm cột C. Lên xe. Kiểu này vẫn chưa chiếm được rồi. Đen đưa xe ra là cân. Vây vua cũng chưa đi được. Phải mang vua sang cánh như này đã. Ấy giờ. Đuổi xong hòa rồi. Khoai sọ rồi. Dám phế mã không? Dám phế xe không? Không dám phế. Rồi, lại phải chơi bài này vậy. Dám ăn không? Không ăn thì mình sẽ ăn. Ok, chết thì xe sẽ ăn. Đó, chính là như vậy. Con tốt này sẽ toàn. Ôi thôi, chết thôi, mã của mình, trời ơi. Tính kiểu gì vậy? Ê, hòa rồi. Ê. Thế mà hòa được. Phí quá. Tính nhầm mất. Blunder, blunder.